Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân, xác thực trong cơ sở dữ liệu của ngành để mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có việc thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng là bệnh viện tư nhân đang tích cực triển khai ứng dụng VNeID và thẻ căn cước công dân gắn chip để thay cho bảo hiểm y tế giấy. Đây là tiện ích nhằm giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh nội ngoại trú, kể cả các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu, mức chi trả lên đến 80%. Anh Lê Nguyên Khang, 53 tuổi, lao động tự do, nhưng hơn 10 năm nay, anh và gia đình đều tham gia bảo hiểm y tế. Cách đây hơn 1 tháng, anh không may bị tai nạn nên phải vào viện cấp cứu. Đến nay, do di chứng vết thương ở chân, anh Khang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng ở khoa vật lý trị liệu. Nhờ có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị giảm rất nhiều. Tôi điều trị vật lý là tại vì tôi bị xe tông nên là gãy cái chân hai khớp. Nên rồi từ hồi mà bó bột bây giờ nó bị cứng khớp á. Rồi nay tập vật lý trị liệu nay là 1 tháng mấy ngày. Tôi tham gia bảo hiểm y tế này đã khoảng 10 năm. Nên là rất là cho cái chi phí giảm cái phần tiền mà để trị bệnh này là rất là ít. Nên là cũng nhẹ, nhẹ cho gia đình và nhẹ cho cái bệnh nhân. Đối với cái người mà bảo hiểm thì 100% thì rất là rẻ. Nên là cũng đỡ lắm cho ấy, nên mọi người phải khuyên mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế. Rồi đối với tôi thì gia đình tôi thì người nào cũng có bảo hiểm y tế hết, tham gia bảo hiểm y tế hết. Không khi mà gia đình đó bệnh nhiều khi bệnh ngặt nghèo hay nặng gì đó là nên là rất là tốt, rất là đỡ cho gia đình. Em điều trị ở đây được khoảng 4 tháng rồi. Bệnh lý của em là bệnh lý về cột sống. Quá trình vô khám thì mình chỉ cần đem theo bảo hiểm y tế và căn cước công dân thôi là được hỗ trợ tư vấn sử dụng. Có bảo hiểm y tế chi trả thì cái phần viện phí của tôi nó giảm từ 50-60%. Nó giúp tôi tự tin hơn trong quá trình điều trị và tiết kiệm được chi phí cho gia đình. Tình hình bệnh của tôi được cải thiện rõ rệt. Tôi nghĩ là tôi nên tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế để tiếp tục duy trì sử dụng. Bên cạnh hưởng những quyền và lợi ích thiết thực của chính sách bảo hiểm y tế, tại các bệnh viện, cơ sở y tế hiện nay, người tham gia bảo hiểm y tế còn được sử dụng những tiện ích đơn giản, thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi tiếp nhận bệnh nhân thì có những trường hợp khác nhau có thể gặp phải như là liên quan đến bảo hiểm y tế, thì có những bệnh nhân đã quên đem theo bảo hiểm y tế giấy giấy tờ tùy thân khác như là chứng minh nhân dân để bộ phận tiếp nhận đối chiếu hình ảnh. Nếu bệnh nhân có sử dụng căn cước công dân chip điện tử thì cũng có thể cầm theo để sử dụng để bộ phận tiếp nhận kiểm tra trên hệ thống để lấy thông tin của bệnh nhân từ căn cước công dân gắn chip. Đối với những bệnh nhân có sử dụng phần mềm VNeID cũng có thể xuất trình thẻ bảo hiểm y tế qua phần mềm đó để chúng em có thể là tra cứu thông tin nhanh hơn. Đầu năm 2022, Bộ Y tế ban hành công văn số 931 hướng dẫn triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh đã và đang tích cực cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân xác thực trong cơ sở dữ liệu của ngành để mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó có việc thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trong khám chữa bệnh. Bệnh tật thì không ai muốn xảy ra, nhưng khi nó xảy ra thì gánh nặng về chi phí là ai cũng phải lo lắng. Thì nếu có bảo hiểm y tế thì bảo hiểm y tế sẽ chia sẻ được phần nào gánh nặng này. Với một số tiền nhỏ, chúng ta đóng bảo hiểm y tế thì chúng ta sẽ được thăm khám, điều trị, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Cái số tiền này coi như là một cái khoản đầu tư cho sức khỏe của mình. Nếu như không may bạn sẽ bị một cái bệnh nặng hoặc là bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh mãn tính thì bảo hiểm y tế có thể chi trả được cho bạn.
bảo hiểm y tế có thể chi trả ngay khi bạn vào viện, không giống như các cái bảo hiểm khác là người ta sẽ chi trả sau khi các bạn xuất viện hoặc là sau khi mà bạn làm đủ các thủ tục hồ sơ giấy tờ. Thì bảo hiểm y tế sau này có thêm những cái chính sách để mà hỗ trợ cho người bệnh có thể chi trả những cái phẫu thuật hoặc là những cái điều trị những đợt bệnh hiểm nghèo tốn nhiều tiền. Cái quỹ đầu tư của bạn về sức khỏe như thế này, nếu như mà không may bạn bị bệnh hiểm nghèo thì bảo hiểm y tế sẽ chi trả cho bạn. Còn nếu như bạn không có bệnh thì coi như đây là một khoản mà bạn hỗ trợ giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn khó khăn. Như vậy thì có thể nói rằng bảo hiểm y tế là thẻ bảo hiểm y tế là một cái thẻ vàng để giúp đỡ người dân trong bảo vệ sức khỏe của mình. Hiện nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đều triển khai thực hiện việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số, căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tại đây, nhân viên y tế sử dụng đầu độc để quét mã QR ghi trực tiếp số thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID để làm thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiện dụng hơn, tất cả người bệnh sở hữu điện thoại smartphone đều có thể dễ dàng tải ứng dụng VSSID bảo hiểm xã hội số và đăng ký tài khoản để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế và các tiện ích khác mà ứng dụng VSSID mang lại. Ứng dụng này có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân, cung cấp các thông tin liên quan đến việc khám chữa bệnh, lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giúp người dân, người lao động chủ động quản lý các thông tin khám chữa bệnh, trực tiếp giám sát để bảo đảm quyền lợi người tham gia, bảo đảm sự công khai minh bạch của các cơ quan, tổ chức thực hiện chính sách. Đây là dịch vụ công nhiều tiện ích, đơn giản, thao tác dễ dàng, nhanh chóng, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy và sổ bảo hiểm xã hội giấy, tạo thuận lợi, đáp ứng yêu cầu của người dân, là bước đi thực sự phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam.